Như vậy là sau nhiều hình ảnh rò rỉ thì ngày hôm nay Mazda đã chính thức giới thiệu chiến binh Mazda 3 2019 với sự lột xác ở cả nội thất và ngoại thất. Trong video này, mời các bạn cùng Auto Daily tìm hiểu xem chiến binh vốn đã rất thành công này được thay đổi như thế nào. Ở thế hệ thứ tư này, xe được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm SkyActiv Vehicle và sử dụng động cơ xăng SkyActiv X thế hệ mới của hãng. Khối động cơ này tích hợp tính năng khởi động kiểm soát đánh lửa SCCI, hứa hẹn sẽ kết hợp được những thuộc tính ưu việt nhất của cả động cơ xăng và động cơ dầu. Lần ra mắt này thì thiết kế của chiếc hatchback đã tạo được sự thu hút lớn khi mang đặc trưng của phiên bản Kai Concept. Các bạn có thể xem hình ảnh so sánh ngay lúc này. Ngôn ngữ thiết kế cô đồ hoàn toàn mới, hướng tới sự tối giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch và ấn tượng. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt màu đen bóng, đen pha mảnh, bên dưới là những đường cắt mạnh mẽ ở cản trước. Thân xe thon dài đi kèm với các đường gân dập nổi cá tính, kính chắn gió sắc nét. Phần đuôi xe mang phong cách thể thao hơn, với cánh gió gắn trên nắp capo, đen hậu mảnh và hệ thống ống xả kép. Trong khi thiết kế ngoại thất mang nhiều đột phá ấn tượng, thì những thay đổi trong khoang cabin được đánh giá là mang tính cách mạng và nâng cấp đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Theo đó, các chi tiết nội thất của xe đều được làm từ các vật liệu cao cấp và được thiết kế theo phong cách tối giản, đậm chất Nhật Bản. Những trang bị nổi bật bao gồm vô lăng 3 chấu, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 8,8 inch, nhô cao ở trên mặt táp lô thay vì được tích hợp chìm vào bên trong. Bảng táp lô bọc da cao cấp nằm trải dài theo chiều rộng của xe tạo cảm giác gọn gàng và tinh tế. Mazda cũng lưu ý rằng các bộ phận bên trong cabin đều được thiết kế theo phong cách độc đáo, mang lại cảm giác thoải mái và ấm áp của da thật. Cột A mảnh hơn so với phiên bản tiền nhiệm, giúp tăng khả năng quan sát cho người cầm lái. Một điểm nổi bật khác đó chính là cụm điều khiển quanh cần số, sở hữu vẻ bóng mượt, trong suốt gợi cảm tạo nên từ công nghệ các laser. Tay vịn trung tâm được kéo dài và giá để cốc được đặt ở trước cần số. Bên dưới nắp capo của xe được trang bị nhiều tùy chọn động cơ khác nhau, tùy thuộc vào từng thị trường khác nhau. Mazda không đề cập đến thông số kỹ thuật, nhưng xác nhận rằng xe sẽ được trang bị động cơ xăng dung tích 1.5, 2.0 và 2.5 lít, cũng như động cơ dầu 1.8 lít. Hãng xe Nhật Bản cũng không đề cập đến việc thay thế động cơ SkyActiv X, nhưng lưu ý động cơ này sẽ được kết hợp với một hệ thống hybrid mới, hỗ trợ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, mang đến trải nghiệm lái thú vị hơn và thân thiện với môi trường hơn. Về hệ dẫn động, Mazda 3 sẽ được cung cấp hệ dẫn động tất cả các bánh xe iActiv cải tiến đi kèm với hệ thống hỗ trợ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control Plus mới, từng được ra mắt trên phiên bản CX-5 2019 hay Mazda 6 tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo hoàn toàn mới với hệ thống treo kiểu thanh răng MacPherson ở phía trước và phía sau là hệ thống treo dạng thanh xoắn vừa mới được phát triển. Mazda tuyên bố tất cả những thay đổi cho phép Mazda 3 2019 tăng tốc, vào cua, hãm phanh theo một cách hoàn toàn tự nhiên, trực quan giống như một thiết bị mà bạn sử dụng lâu năm. Về tính năng an toàn, Mazda 3 trang bị nhiều hệ thống hỗ trợ lái xe như hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, được sử dụng hệ thống radar hai bên để phát hiện các phương tiện ở những điểm giao cắt khó quan sát, nhằm ngăn ngừa tai nạn. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống CTS, với khả năng kiểm soát chân ga, phanh và vô lăng trong trường hợp giao thông khó khăn, đặc biệt là khi tắc đường. Thông tin chi tiết về trang bị nội thất và tính năng an toàn của xe sẽ được Mazda công bố đầy đủ tại triển lãm ô tô Los Angeles diễn ra vào ngày 30 tháng 11. Thế hệ mới của Mazda 3 sẽ được bắt đầu có mặt trên thị trường vào đầu năm 2019. Giá bán của xe vẫn chưa được nhà sản xuất công bố. Nếu video này hay, các bạn nhớ like và share và cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!